bấy giờ phật bảo cụ thọ thiện hiện thiện hiện nên biết bát nhã ba la mật đa sâu xa là mẹ của chư phật bát nhã ba la mật đa sâu xa có công năng chỉ rõ thật tướng của các pháp thế gian cho nên như lai ứng tránh đẳng giác nương pháp ấy mà an trụ cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen nhiếp thọ hộ trì pháp đã nương vào an trụ pháp ấy tức là bát nhã ba la mật đa sâu xa Sa. vì sao này thiện hiện vì bát nhã ba la mật đa sâu xa có khả năng xuất sanh chư Phật, có khả năng làm nơi nương tựa cho chư Phật, có khả năng chỉ rõ thật tướng các pháp thế gian, này thiện hiện tất cả Như Lai ứng tránh đẳng giác là bậc biết ơn, là bậc báo ơn này thiện hiện nếu có người hỏi ai là bậc tri ân và báo ân thì nên đáp phật là bậc tri ân và báo ân vì sao này thiện hiện vì tất cả người tri ân và báo ân trong thế gian không ai hơn phật bạch thế tôn vì sao như lai ứng tránh đẳng giác tri ân và báo ân này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác cưỡi xe như vậy đi con đường như vậy để đến quả vị giác ngộ cao tột được giác ngộ rồi trong tất cả thời cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen nhiếp thọ hộ trì xe ấy đường ấy chưa từng tạm rời xe ấy đường ấy nên biết đó chính là bát nhã ba la mật đa sâu xa này thiện hiện như vậy gọi là như lai ứng tránh đẳng giác tri ân và báo ân lại nữa thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với các pháp hữu tướng và vô tướng đều biểu hiện sự giác ngộ bình đẳng không thật tác dụng vì cái tạo tác không sở hữu tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đều nương bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với các pháp hữu tướng vô tướng đều biểu hiện sự giác ngộ bình đẳng không có sự thành tựu vì các hình tướng chẳng thể nắm bắt được này thiện hiện vì chư như lai ứng tránh đẳng giác biết nương bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy nên có khả năng biểu hiện sự giác ngộ bình đẳng về pháp tướng vô tướng đều không tác dụng không gì thành tựu ở tất cả thời cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen nhiếp thọ hộ trì không có gián đoạn cho nên gọi là tri ân báo ân chân thật. Lại nữa thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác, đều nương bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với tất cả pháp không tạo tác, không thành tựu, không sanh khởi, chuyển trí, lại có khả năng biết nhân duyên vô chuyển này. Vì vậy nên biết bát nhã ba la mật đa sâu xa có khả năng xuất sanh chư Phật, cũng có khả năng chỉ rõ như thật tướng thế gian. Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch thế tôn, tất cả pháp tánh không sanh, không khởi, không biết, không thấy. Thì như thế, sao có thể nói bát nhã ba la mật đa sâu xa có khả năng xuất sanh chư Phật, là mẹ của chư Phật, cũng có khả năng chỉ rõ như thật tướng thế gian. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy đúng vậy đúng như ông nói tất cả pháp tánh không sanh không khởi không biết không thấy nhưng đương thế tục mà nói bát nhã ba la mật đa sâu xa có khả năng xuất sanh chư phật là mẹ của chư phật cũng có khả năng chỉ rõ như thật tướng thế gian. Bạch Thế Tôn, tại sao các Pháp không sanh, không khởi, không biết, không thấy, này thiện hiện vì tất cả Pháp là không, không sở hữu, đều chẳng tự tại, hư dối, không chắc thật, nên tất cả Pháp không sanh, không khởi, không biết, không thấy. Lại nữa thiện hiện tất cả pháp tánh không nương tựa vào đâu, không hệ thuộc vào đâu, do nhân duyên ấy nên không sanh, không khỏi, không biết, không thấy. Này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa sâu xa, tuy có khả năng xuất sanh chư Phật, có khả năng chỉ rõ như thật tướng thế gian, nhưng không có cái sanh khỏi, cũng không có cái chỉ rõ. Này thiện hiện bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì chẳng thấy sắc, nên gọi là chỉ rõ tướng của sắc. Vì chẳng thấy thọ tưởng hành thức, nên gọi là chỉ rõ tướng của thọ tưởng hành thức. Này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa sâu xa. Vì chẳng thấy nhãn xứ, nên gọi là chỉ rõ tướng của nhãn xứ. Vì chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, nên gọi là chỉ rõ tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ.